Xin chào anh em, chào anh em đã đến với kênh Siwat Authentic, trao truyền tín sống trọn đam mê, và em là Long Trang. Bên em luôn cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng, săn sale hoặc qua sử dụng với một cái mức giá cực kỳ tốt cho anh em sử dụng trải nghiệm của các chiếc đồng hồ chính hãng, cam kết bảo hành chính hãng và hậu mãi trọn đời. Nếu anh em có quan tâm hãy gọi em vào số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973816172 nhé. Bây giờ thì mời anh em xem tiếp video. Và em sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm ngày hôm nay đến với các anh. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Orient Star, một cái phân khúc khá là cao cấp đến từ Orient Star, và phải nói đây chính là cái phân khúc cao cấp nhất trong dòng Orient Star của chúng ta. Và chúng ta sẽ khám phá xem là một cái chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản cao cấp nó như thế nào. Bây giờ thì em sẽ mở nó ra. Phụ kiện chúng ta sẽ cùng có một cuốn sổ đến từ Orient, và anh em có thể xem nó sau nhé. Khi em muốn chiếc đồng hồ này, em sẽ để đến đây và giới thiệu với anh em một chiếc Orient Star rất là đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Đây, nhìn qua là anh em có thể thấy cái sự cao cấp của chiếc này rồi. Đây là một chiếc Orient Star Moonface rất là đẹp, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem với một chiếc như này thì cái giá bán retail của nó là bao nhiêu nhé. Em đang ở trang chủ của đồng hồ Duy Anh. Ở chiếc này bản dây da thì sẽ có cái mã là RE AM0001S00B. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng xem là chiếc này có thông số như nào. Máy cơ tự động này, giới tính nam, đường kính 41mm. Và cái giá retail là 42.950.000, đang khuyến mãi 10%, còn 36.507.000 anh em nhé. Và đấy là giá mới. Và nếu mà các anh sở hữu cái chiếc này bên em thì đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng, tình trạng rất là đẹp, và sẽ có một cái giá cực kỳ tốt cho anh em sử dụng. Vậy thế nên là anh em đừng bỏ qua chiếc này nhé. Chúng ta sẽ có một chiếc Orient Star có đường kính bề mặt là 41mm, được trang bị cũng kính sapphire nguyên khối, được phủ chống lóa cực kỳ là trong trẻo, anh em nhìn thấy này. Đó, nó làm tôn lên cái vẻ sắc sảo của cái dial, được làm rất là kỹ này. Đó, anh em thấy là chiếc này của chúng ta thì Orient Star hoàn thiện cực kỳ là kỹ nó. Ở góc 9 giờ chúng ta sẽ có một cái ô open heart mà nó đang chưa hoạt động. Em sẽ tiến hành lên cót tay nhé. Chiếc này là một chiếc automatic, tuy nhiên nó sẽ hỗ trợ tính năng lên cót tay, hand winding. Và khi em lên cót đủ vòng, đủ năng lượng thì ô open heart này bắt đầu hoạt động và kim dây của ta bắt đầu chạy. Chúng ta có thể thấy là tất cả các chi tiết đây đều hoàn thiện cực kỳ là tốt. Ở phần phía trong này chúng ta sẽ có góc 12 giờ sẽ là cái ô power reset, chỉ hiển thị cái trạng thái kim xăng báo cót đấy. Nó sẽ hiển thị cái số giờ đồng hồ này còn hoạt động được khi mà chúng ta đeo hoặc lên cót tay. Đó, anh em có thể thấy là cái kim xăng nó đang di chuyển. Và có thể thấy là chiếc này sẽ có độ chữ cót tối đa là 40 giờ. Cái phần thu hút nhất chính là cái phần ô open heart ở đây. Anh em thấy là chiếc này làm ô open heart cực kỳ là đẹp. Để em zoom lại cho anh xem. Đó, ô open heart đàm đẹp hơn tất cả những cái chiếc Orient thông thường. Trải tia sunburst cực kỳ là đẹp. Và ở phía sau chúng ta sẽ có cái logo của Orient Star Automatic ở góc 3 giờ này. Có cái phần logo hoa văn nổi của Orient Star ở phía trong này. Chúng ta sẽ có ô Moonface ở góc 6 giờ thể hiện cái sự tinh tế và cái sự bộ máy phức tạp đến từ Orient. Rất là ít đồng hồ Nhật Bản có cái chức năng Moonface này thôi. Bởi vì đây là một chức năng rất là cơ cấu rất là khó làm, rất là phức tạp. Đa số chỉ có trên đồng hồ Thụy Sĩ, và Orient thì cũng chỉ có mẫu này có chức năng Moonface thôi. Chúng ta sẽ có những cái cọc số la mã ở trên phần dial này, phía ngoài là vạch chia phút, và lịch ngày của chúng ta sẽ được tích hợp luôn trên cái ô Moonface này anh em nhé. Đó, anh em cứ hỏi là có một chiếc đồng hồ lộ cơ nào có lịch ngày không, thì đây chính là một cái chiếc đồng hồ
nó trang bị tất cả những cái tính năng tiên tiến nhất của Orient ở đây. Có kim báo cót, có lộ cơ, có lịch ngày, có môn phây luôn. Quá tuyệt vời. Với cái bộ kim của chúng ta anh em có thể nhìn nhé. Đó, làm hết sức là đẹp, và khi mà có ánh sáng đi qua, cái màu xanh của nó lên cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và em sẽ rút kim ra, rút chốt ra là chúng ta sẽ chỉnh đến giờ đẹp nhé. Đó, anh em thấy chiếc này thế nào? Hoàn thiện rất là tuyệt vời đến từ Orient. Chúng ta sẽ có một cái bezel cong ở đây, cong hai chiều, một cái núm của Orient, có logo Orient. Và cái chỗ này chúng ta sẽ có một cái tool bấm nhé, như kiểu là cái que chọc sim ấy, để chúng ta chỉnh chức năng Moon Face. Đó, rất là đẹp. Và chiếc này sẽ đi cùng một cái bộ dây thép đúc đặc rất là chất lượng của Moon Face ở đây, của Orient ở đây. Và sẽ có một cái bộ khóa gập cao cấp như thế này. Đó, đó là phần phía dial. Chúng ta sẽ đến phần phía sau này, Made in Japan này. Chiếc này thì được sản xuất và phân phối ở Nhật Bản nhé. Chống nước 5-3, rất là tốt cho anh em sử dụng hàng ngày. Và sẽ trang bị cái bộ máy in-house Orient Star ở đây. Anh em thấy đây là bộ máy của chiếc này làm cực kỳ là khác biệt so với cả những chiếc Orient thông thường nhé. Đó, hoàn thiện cực kỳ đẹp, cùng với cả những con ốc xanh rất là đẹp, gồm vân sớ, vân circular ở đây, vân xoáy, và hoàn thiện cái bộ máy cực kỳ là tuyệt vời anh em nhé. Chiếc này chúng ta sẽ có 40 giờ tích cót, chạy thần số là 21.600 VPH, và độ sai số cực kỳ thấp cho anh em sử dụng. Và nếu như mà anh em quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với em Long nhé. Sẽ chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Và em đang chia sẻ cái sản phẩm này với cái mức giá là 18.500.000, chưa bằng một nửa giá mới em nhé. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành lên tay chiếc này để anh em xem là cái chiếc này lên tay của chúng ta nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Đây, em sẽ đeo nó lên tay để chúng ta sẽ cùng xem là chiếc này lên tay thì nó sẽ có những gì đặc biệt. Đây. Chiếc này của chúng ta thì rất là dễ đeo, size 41, tuy nhiên là cái phần lắc của nó không dài. Tay em đang là có chu vi cổ tay là 15,5 cm, đeo chiếc này cũng rất là ổn. Cảm giác trên tay hết sức là cao cấp, đến từ một cái thương hiệu Orient Star, một cái phân khúc cao cấp của đồng hồ Nhật Bản. Và chiếc này thì hoàn toàn có thể sánh được với cả những cái chiếc đồng hồ trong tầm giá dưới 20 triệu đến từ Thụy Sĩ anh em nhé. Và hơn thế nữa là nó còn rất là nhiều các option như là Moon Face, như là lộ cơ, và như là tính năng Power Reset, kim xăng báo cót. Và nếu anh em quan tâm một cái chiếc đồng hồ tuyệt vời như thế này thì hãy gọi cho em nhé, với cái số là 0828 91522, hoặc nhắn tin vào số Zalo 0973816172. Đồng hồ sẽ cam kết chính hãng 100% và sẽ có bảo hành 1 năm chính hãng và hậu mãi trọn đời cho anh em. Cảm ơn anh em xem video và chúc anh em những ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Và những cái sản phẩm bên em ấy thì thường là chỉ có một thôi, với cái mức giá rất là tốt, nên em sẽ ưu tiên anh em nào đăng ký kênh và theo dõi, bấm theo dõi em trên YouTube và nhắn tin cho em qua số Zalo 0973816172. Và hãy nhanh tay lên nhé, tại vì sản phẩm bên em chỉ có một cái sản phẩm ngon, bổ, rẻ như thế này thôi. Nếu các anh chậm chân là sẽ phải đợi rất lâu mới có một cái sản phẩm đẹp như này đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và hãy nhấn đăng ký, bấm like để theo dõi em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.